Hi, xin chào tất cả bạn nha. Chào mừng bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi game Ark Survival The Island. Hôm nay chúng ta sẽ có mặt tại cái nơi đó là một cái hòn đảo The Island nha. Và hôm nay thì mình đã có một con Archan. Có tấn công nữa này. Achatan. Achatida. Một con ốc sên. Nơi tôi đang sở hữu một con ốc sên đúng không ạ? Này, pick up. Oh, cầm trên tay. Sao mày lỡ đi đánh con ốc sên của tao hả? Con quên chó kia. Con chó này nó sở hữu nhìn nó. Wow. Con ốc sên này. Con này mình có một con ốc sên là rất thú vị khi mà gặp con chó này lại tấn công. Đây thì chỉ đi đánh con này nè. À đấy. Chui vỏ.